Chào mừng các bạn đã quay trở lại với nội dung tiếp theo trên kênh Thế Hùng Crypto. Nếu như bạn chưa bấm đăng ký kênh thì các bạn hãy bấm đăng ký kênh và chuông để nhận cái dự án kiếm tiền miễn phí cũng như là những video mới nhất ở trên kênh của mình nhé. Các bạn thân mến, thì ở video buổi chiều ngày hôm nay thì mình chia sẻ và giới thiệu cho các bạn là tham gia vào một cái dự án mới, đó là cái kèo khai thác cái đồng Ocean của cái ví Wave Wallet. Thì cái kèo này thì cũng chúng ta cũng sẽ khai thác ở trên cái ứng dụng Telegram, tương tự như cái kèo khai thác cái đồng HOT ở trên cái ví Near Wallet, và cái độ chất lượng cũng như là cái độ tiềm năng của cái dự án này khá là cao các bạn nhé. Thì cái kèo này thì chúng ta khai thác hoàn toàn là miễn phí và khai thác ở trên cái ứng dụng Telegram, cho nên là chúng ta lên tham gia vào cái kèo này. Và những cái bạn nào mà chưa có cái tài khoản Telegram thì chúng ta tải cái app Telegram về và sau đó chúng ta tạo tài khoản và chúng ta kích vào cái link mình sẽ để dưới phần mô tả video để chúng ta tham gia vào khai thác cái đồng Ocean của cái ví Lia Wallet này. Và đây là trang Twitter chính thức của cái dự án Wave Wallet. Thì cái dự án Wave Wallet này thì nó chạy ở trên cái mạng Sui các bạn nhé. Và sau này thì quá trình giao dịch cũng như là mua bán thì chúng ta sẽ chạy ở trên cái mạng Sui. Nó khác với cái kèo Near Wallet là cái kèo khai thác đồng HOT thì nó chạy ở trên cái mạng là Near Wallet. Thì cái kèo này thì nó chạy ở trên cái mạng Sui và khai thác đồng coin Ocean ở trên cái ứng dụng Telegram. Đây là cái trang Twitter chính thức của dự án thì đã có tích xanh rồi các bạn nhé. Đây, giới thiệu sơ bộ về cái dự án là sóng này, những cú đập tay của thiên nhiên từ biển và chúng tôi mang đến wave lớn cho mọi người, và hãy bắt đầu mang wave của bạn đến với chúng tôi. Và cái trang Twitter của họ thì ra mắt tháng 3 năm 2024 và đã có 11.741 người theo dõi cái trang Twitter của họ. Đó, và ở đây thì một số những cái giới thiệu về thông tin dự án thì các bạn có thể tìm hiểu ở trên cái trang Twitter của họ. Và đây là một cái dự án mới cho chúng ta khai thác, cho nên là chưa có nhiều những cái thông tin. Trong cái thời gian tới thì họ có thể là cập nhật thêm nhiều những cái thông tin khác để chúng ta có thể là chúng ta tìm hiểu. Và ở đây thì đã được xây dựng ở trên cái Sui Network các bạn nhé, tức là chạy ở trên cái mạng Sui. Rồi, ok, bây giờ thì mình sẽ tiến hành chúng ta đăng ký tài khoản, tạo ví và chúng ta tham gia đào cái đồng Ocean này nhé. Thì cái link đăng ký thì mình sẽ để dưới phần mô tả của video. Các bạn kích vào link thì nó sẽ ra cái phần mà thông tin như thế này. Nếu như các bạn chưa có tài khoản thì chúng ta sẽ kích vào bên dưới này. Các bạn kích vào cái phần mà nút ở bên dưới cùng, còn nếu như có tài khoản rồi thì chúng ta nhấn vào cái login nhé. Rồi, cái bước tiếp theo thì ở đây nó cung cấp cho chúng ta hai cái thông tin, và các bạn cần phải nắm được hai cái thông tin này. Thứ nhất, đây là cái địa chỉ ví Sui của các bạn. Sau này thì chúng ta sẽ gửi Sui hoặc là lạp rút sẽ sử dụng một cái địa chỉ ví này. Nó tương tự như cái ví Chất Wallet hay là cái ví MetaMask các bạn mới tạo, thì nó sẽ cung cấp cho chúng ta cái địa chỉ ví. Và bên dưới này thì nó là cái cụm từ hạt giống nhé, tức là 12 cái cụm từ bí mật của ví, và các bạn cần phải lưu giữ cái 12 cái cụm từ bí mật này để mà cất giữ cẩn thận. Các bạn tốt nhất là viết ra giấy và các bạn cất cẩn thận cho mình. Và sau này thì nhỡ đâu chúng ta xóa tài khoản thì chúng ta còn có cái cụm từ bí mật này để chúng ta khôi phục lại cái ví, cũng như là khôi phục lại toàn bộ tài sản của bạn có được ở trong cái ví này. Sau khi các bạn hoàn tất xong tất cả cái việc mà sao lưu cái cụm từ hạt giống rồi thì các bạn kích vào cái nút này cho mình. Ok, như vậy là chúng ta đã tạo cái tài khoản thành công rồi. Thì các bạn kích vào cái nút mà Claim Now cho mình. Các bạn lưu ý nhé, cái ví này, cái giao diện chính của nó ở đây thì nó tương tự như cái ví Chất Wallet của chúng ta hay là cái ví Sui của chúng ta. Trong này thì nó có cái đồng Ocean, và thứ hai là nó có cái đồng Sui, và nó cũng có cái mục NFT. Và sau này thì dự án có thể là phát hành ra mắt các cái NFT tương tự như cái ví Lia Wallet. Rồi các bạn kích vào cái nút Claim Now cho mình này. Đó, thì nó sẽ chuyển sang cái trang đào cái đồng Ocean cho chúng ta. Thì các bạn kích vào cái nút mà Claim Now ở đây cho mình nhé. Và cái cơ chế ở đây thì đào tương tự như cái kèo khai thác đồng HOT. 2 giờ thì chúng ta vào chúng ta Claim một lần. Nếu như các bạn không muốn 2 giờ Claim một lần thì chúng ta sẽ sử dụng bằng chính cái đồng Ocean chúng ta khai thác được. Chúng ta sẽ nâng cấp cái level này lên. Thì các bạn nâng cấp lên thì nếu như các bạn có cái đồng nhiều cái đồng Ocean thì chúng ta nâng cấp lên 24 giờ, thì như vậy thì chúng ta vào đỡ phải vào khai thác, và như đêm thì chúng ta không cần phải dậy, chúng ta bấm thu hoạch, và như vậy thì chúng ta sẽ không bỏ lỡ bất kỳ một cái đồng Ocean nào. Và cái mục thứ hai ở đây là chúng ta nâng cấp cái sức mạnh khai thác lên, thì cái này cũng sử dụng bằng cái đồng Ocean chúng ta khai thác được. Đây, kích vào cái phần này thì chúng ta sẽ sử dụng tiêu tốn mất là 20 cái đồng Ocean nhé. Khá là tốn kém để mà nâng cấp được cái level lên. Nâng cấp lên 20 cái đồng Ocean thì chúng ta sẽ nâng cấp lên được 3 giờ.
và có thể là lên 40 cái đồng Ocean, có thể chúng ta nâng cấp lên 6 giờ đó, và nó cứ nâng cấp như vậy. Thì bây giờ hiện tại thì nâng cấp cái này thì nó sẽ là tiêu tốn bằng cái đồng Ocean chúng ta khai thác được. Tiếp theo thì cái nâng cấp cái tốc độ khai thác lên là từ tốc độ bình thường là hiện tại của mình đây đang là một cái đồng Ocean trên 1 giờ, và nâng cấp lên thì chúng ta sẽ mất 20 cái đồng Ocean, thì chúng ta sẽ tăng được lên là 1.5 cái đồng Ocean trên giờ. Đó là cái cách để nâng cấp về Potter nhé. Và ở đây thì nó sẽ có cái phần nhiệm vụ này, mid-season đấy là cái nhiệm vụ. Thì các bạn hoàn thành như chúng ta là thứ nhất là chúng ta sẽ là follow join vào cái nhóm Telegram của họ này, follow Twitter và join vào cái trang Discord của họ. Và các bạn nâng cấp cái này lên nhé, thì chúng ta sẽ có cái ga. Ga ở đây nó tương tự như cái ví Lia Wallet ấy. Khi chúng ta khai thác cái đồng hot chúng ta cần phải có cái ga ấy. Thì ở đây thì chúng ta sẽ sử dụng cái nhiệm vụ này để chúng ta có làm. Đó, nhiệm vụ của chúng ta đã hoàn thành này, follow Twitter nhé. Thì cái này follow rồi thì mình chỉ quay trở lại mình báo cáo hoàn thành nhiệm vụ thôi. Và như vậy là mình được một ga, thế một ga thì sẽ được claim không biết là bao nhiêu lần, một lần kế là không biết có tương tự như cái kèo khai thác cái đồng hot hay không. Nhưng mà nếu như các bạn có cái đồng xui thì các bạn nạp cái đồng xui vào đây. Tức là trong cái ví này chỉ cần phát sinh có cái giao dịch là chúng ta làm miễn phí luôn, chúng ta cũng không cần phải làm nhiệm vụ này. Tuy nhiên thì chúng ta không có đồng xui thì chúng ta chịu khó chúng ta làm nhiệm vụ hàng ngày. Hàng ngày thì chắc chắn là họ sẽ cập nhật cho chúng ta nhiều những cái nhiệm vụ để cho các bạn hoàn thành. Đây, ví dụ như cái nhiệm vụ code. Nhiệm vụ đi code này thì chúng ta chấp nhận lời mời này. Đó, và chúng ta join này, xác minh điện thoại này. Rồi, mình sẽ giả vờ là mình không làm hoàn thành cái nhiệm vụ này để xem nó có xác minh hay không nhé. Rồi, ok, như vậy là không cần phải hoàn thành cái nhiệm vụ record mà chúng ta cũng vẫn được xác minh là một cái nhiệm vụ này nó hoàn thành nhé. Thì các bạn hoàn thành xong thì chúng ta sẽ back lại này. Và có một cái điều rất là hay ở đây là chúng ta sẽ kích vào cái phần này, chúng ta copy link giới thiệu mời bạn bè tham gia, thì các bạn kích vào đây. Đó, thì các bạn sẽ copy link và mời bạn bè tham gia. Thì ở đây thì các bạn lưu ý nhé, cái kèo này thì chúng ta sẽ hưởng Z ở 2 cấp. Cấp thứ nhất là F1 thì chúng ta sẽ được hưởng 20% sức mạnh, 20% cái số đồng Ocean của cấp dưới khai thác được, và 5% của cái F2 khai thác được. Đó, thì hưởng 2 cấp. Thì chúng ta sẽ kích vào đây, chúng ta copy link mời bạn bè tham gia. Đó. Rồi tiếp theo thì phần post này. Phần post này thì sau này thì nó sẽ phát triển. Hiện tại thì cái chức năng post này thì chúng ta chưa 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 ra mắt. Cái post này là chính là cái khai thác theo cộng đồng hay là khai thác theo làng và hay khai thác theo bộ tộc ấy, thì nó cũng tương tự như các cái kèo khai thác cái đồng BNB Wallet hay là Lia Wallet đều tương tự như vậy. Nhưng mà mình thấy cái kèo này thì nó khá là tiềm năng hơn, bởi vì là nó cái giao diện cũng như là các cái chức năng thì nó cũng chuyên nghiệp hơn so với nó cũng tương tự như cái VN Wallet, cái kèo đó thì nó cũng rất là chuyên nghiệp. Rồi thì cái video này thì mình xin kết thúc tại đây, và khi nào có những cái thông tin mới nhất từ cái dự án này thì mình sẽ là cập nhật với các bạn ở những video lần sau nhé.